Xin chào các bạn. Ở video này thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn về cách xem vận mệnh và tính cách của một người qua đặc điểm của ngón tay cái. Và bây giờ thì hãy cùng giơ ngón cái của các bạn lên và xem đặc điểm của nó ra sao. Từ đó có thể nhận biết xem nó tiết lộ điều gì về tính cách của bản thân của các bạn. Ở đây có chia 3 trường hợp. Các bạn khi giơ ngón cái của mình lên thì ngón cái của các bạn sẽ có hai đốt, đốt thứ nhất hay còn gọi là lóng thứ nhất, lóng thứ hai, và nó được phân cách với nhau bởi một cái vân ở đây. Có người thì có vân mắt Phật nhưng có người lại không có. Và hãy tìm hiểu thứ nhất, trường hợp đầu tiên là hai đốt bằng nhau. Khi các bạn tính chiều dài của đốt thứ nhất và đốt thứ hai mà các bạn thấy nó bằng nhau ấy ạ, thì ý nghĩa của nó như sau. Bạn là một người tỉ mỉ, cẩn trọng khi lên kế hoạch thực hiện công việc. Trước khi đưa ra một quyết định nào đó, bạn thường phân tích rõ ràng từng mặt của vấn đề, do đó mọi lựa chọn của bạn thì đều mang lại kết quả tốt. Bạn luôn là người bình tĩnh để tìm ra hướng đi đúng trong bất cứ trường hợp nào. Tuy nhiên thì trong tình yêu, có lúc sự bình tĩnh quá mức khiến đối phương không cảm thụ tình cảm của bạn, có thể làm cho mối quan hệ của hai người khó có thể tiến xa hơn được. Đó là trường hợp đầu tiên, hai đốt bằng nhau. Trường hợp thứ hai là đốt trên dài hơn đốt dưới. Đốt trên của các bạn đây dài hơn đốt dưới như thế này. Khi các bạn so sánh khoảng cách của nó thì bạn là một người đáng tin cậy, có nhiều đam mê và tham vọng. Tuy nhiên trong tình yêu thì bạn lại là người thiếu kiên nhẫn và hay nóng vội. Bạn thích đóng vai trò là người chỉ đạo nên đôi khi sẽ khiến người tình của mình cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Ví dụ như khi người ấy không trả lời tin nhắn hay không gọi điện cho bạn, bạn sẽ nổi giận và cố gắng liên lạc để chất vấn lý do. Vì thế, để tránh đổ vỡ trong tình yêu, bạn phải khắc phục được nhược điểm này của bạn. Tiếp theo là đốt trên ngắn hơn đốt dưới. Trường hợp thứ nhất là hai đốt bằng nhau này. Trường hợp thứ hai là trên dài hơn. Đốt trên dài hơn đấy ạ. Trường hợp thứ ba là đốt dưới dài hơn, có nghĩa là đốt trên của các bạn sẽ ngắn hơn. Đốt trên ngắn hơn thì thể hiện điều gì? Đốt trên đây, khoảng cách từ đây sẽ ngắn hơn khoảng cách đến đây, từ gốc của ngón tay cái của các bạn đấy. Thì bạn là một người đáng tin cậy, cũng có khả năng quan sát tốt. Bạn dành khá nhiều thời gian để suy nghĩ trước khi quyết định lựa chọn cái gì. Do đó đôi khi bạn để vượt mất những cơ hội tốt trong công việc cũng như là cuộc sống. Trong tình yêu thì bạn thường không mạnh dạn thể hiện tình cảm của mình. Cho dù bạn đang để mắt đến một ai đó, thấy rung động khi nghĩ đến họ, nhưng bạn lại không chịu bày tỏ cảm xúc thật của mình cho người đó nghe. Bạn chỉ yêu trong âm thầm mà không dám thổ lộ. Vì thế bạn phải học cách giải phóng tình cảm của mình mạnh dạn hơn nữa trong tình yêu. Đó là lời khuyên dành cho bạn. Và một trường hợp nữa là dựa vào đặc điểm của đốt ngón tay cái mà không phải là khoảng cách giữa đốt 1 và đốt 2. Đặc điểm của nó đó là đốt thứ 2 thì đầy đặn. Đốt thứ 2 này của các bạn đầy đặn khi các bạn ngửa ngón tay cái của bạn ra như thế này. Mà đốt thứ 2 đầy đặn như thế này chứ không phải lõm vào như thế này. Thì kết quả như sau. Đốt thứ 2 của các bạn mà đầy đặn thì điều đó cho thấy là bạn rất thích hợp với các công việc liên quan đến vật lý. Còn đốt thứ hai mà nhỏ, có nghĩa là đốt ngón tay thứ hai của các bạn mà bị nhỏ hơn, không đầy đặn, thì bạn là một người thông minh, có nhiều sáng tạo và lối tư duy tốt. Nắm bắt được những ưu điểm này nên bạn rất biết cách thể hiện tài năng và trí thông minh của mình với người khác. Chính vì đặc điểm này, trong công việc bạn sẽ thường được cấp trên tán thưởng. Những người có ngón tay như vậy thì rất lợi cho đường công danh. Một trường hợp nữa dùng để phân biệt là ngón cái và ngón trỏ không mở được thành góc 90 độ. Khi các bạn xòe ra như thế này thì cái góc này của các bạn mà không tạo được góc vuông, nó là một góc lớn hơn góc 90 độ. Góc 90 độ vuông xuống như thế này mà ở đây không mở được một góc vuông thì đặc điểm của các bạn như sau. Bạn là người khá nhút nhát, không thích sự thay đổi và luôn muốn có một cuộc sống ổn định, một nơi ấm cúng và an toàn, thoải mái là những gì bạn mong muốn. Còn nếu như trường hợp ngón cái và ngón trỏ mở được trên 90 độ, bạn là một người khá tự tin và luôn chủ động.
mở như này, góc này là góc hơn 90 độ. Thì bạn là một người khá tự tin, luôn chủ động trong mọi chuyện. Bạn luôn biết rõ những việc nên làm để có thể đạt được mục tiêu. Chính vì vậy, cơ hội thành công đến với bạn dễ dàng và nhanh chóng hơn. Đó là tất cả những gì mà hôm nay từ biblog.com chia sẻ với quý vị và các bạn về cách xem đặc điểm của ngón tay cái có thể biết được vận mệnh và tính cách của một người. Quý vị và các bạn nếu có gì thắc mắc, vui lòng comment xuống dưới video. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để trả lời trong phạm vi có thể. Xin chào và hẹn gặp lại.